Thưa quý vị, một hộ dân ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã vô cùng bàng hoàng khi bất ngờ trở thành nạn nhân trong vụ cướp táo tợn xảy ra ngay tại ngôi nhà của mình. Và gia chủ lại chính là người rước trộm vào nhà. Thực hư vụ việc này ra sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi diễn biến vụ việc để rồi có thể đề cao cảnh giác hơn trước thủ đoạn của đối tượng trộm cướp ngày nay. Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Minh, 38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy để điều tra về tội cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, trước đó ông D, 60 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, có thuê Minh sửa chữa cửa và tường nhà. Sáng ngày 25 tháng 5, Minh đến nhà ông D làm việc. Tại đây, Minh phát hiện bà T là giúp việc của ông D có đeo hai chiếc vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng lúc bà T đang phơi đồ, Minh dùng dao tấn công bà T. Nghe tiếng kêu cứu, ông D chạy đến cứu giúp, bị Minh đâm liên tục nhiều nhát dao. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Minh bỏ trốn đến huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và bị bắt giữ. Đối tượng đã thừa nhận do mê cờ bạc và đang thiếu nợ số tiền 73 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Thanh. Được biết, Minh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, bà T bị 4 vết thương, ông D bị 3 vết đâm, cả hai đều được mổ và đang theo dõi sức khỏe.